Chiều ngày 6 tháng 6, cơ quan quận ủy, ban chấp hành công đoàn cơ quan quận ủy tổ chức biểu dương khen thưởng các cháu con cán bộ công chức và người lao động có thành tích năm học 2022-2023. Tới sự có đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, phó bí thư quận ủy, thủ trưởng cơ quan quận ủy cùng dự có lãnh đạo công chức các ban xây dựng đảng, văn phòng quận ủy, trung tâm chính trị quận. Năm học 2022-2023, các cháu là con cán bộ, công chức, người lao động cơ quan quận ủy, không ngừng rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, đồng thời luôn có ý thức cố gắng, nỗ lực phấn đấu trở thành con ngoan cho giỏi, đạt được những thành tích học tập tốt. Một cháu đạt giải quyển khích môn toán cấp trường, 10 cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và 10 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi để biểu dương thành tích đạt được trong học tập, cơ quan quận ủy, ban chấp hành công đoàn cơ quan quận ủy tặng quà cho các cháu. Đây là động lực quan trọng để các cháu tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong năm học 2023-2024. dịp này, cơ quan quận ủy, ban chấp hành công đoàn cơ quan quận ủy tặng quà cho 28 cháu thiếu nhi con cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan.